Xin chào tất cả mọi người, tôi là cô Viên đến từ trung tâm toán thiết điện Super Brand Quảng Ngãi. Chủ đề: trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được, con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi. Tôi trở thành một người mẹ thì tôi hiểu tình mẫu tử là tình yêu thương, sự hy sinh, che chở và bao dung của mẹ đối với con mình. Và rồi một ngày tôi đã đọc được lá thư từ một người mẹ, đó là cô Siraya Thakmanakul, người sáng lập nên Super Brand. Dường như ngọn lửa hy vọng trong tôi được thắp sáng và tôi đã tìm được con đường mình nên đi và phải đi. Đấy là nhân duyên tôi đến với Super Brand. Đến với Super Brand được 3 năm, từ khi con trai được 4 tháng tuổi. Mới đầu khi đến với Super Brand còn rất là nhiều bỡ ngỡ, hoang mang, chưa định hình được phương pháp là như thế nào và phải dạy con như thế nào để giúp cho con phát huy đúng khả năng và năng lực của mình. Biết được tầm nhìn của phương pháp Super Brand là phương pháp chúng ta có thể học được, nhưng cần nhắc ở người làm giáo dục là trái tim và sự nhẫn nại. Bằng tình yêu thương và sự nhiệt huyết, bản thân đã cố gắng và kiên nhẫn với các con để có những thành quả như ngày hôm nay. Khi mọi sự cố gắng đạt được là chúng ta nhìn thấy được các con có thể tự tin hơn, tự giác hơn, ý thức trong việc học, ngoan hơn mỗi ngày thì cảm xúc như vỡ òa, thật sự sung sướng và hạnh phúc. Một người cô đáng kính đã từng dạy: cuộc đời là những bài tập bất ngờ giáng xuống. Ai có thái độ đón nhận bài tập ấy và bình tĩnh giải quyết bằng phương pháp quanh lớp thì mỗi người sẽ có sự hạnh phúc nhiều hơn, sự vui vẻ nhiều hơn từng giây phút trọn vẹn. Nhận được sự đồng hành từ phụ huynh bằng chính sự yêu thương ái là sự lan tỏa nhiều hơn. Điều ấy thật trân quý biết bao. Bản thân sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi, nâng cao giá trị của bản thân, gia tăng trí tuệ và phụng sự xã hội, tiếp tục với sự nghiệp trồng người. Biết ơn cô Yến, chủ đầu tư của toán tiết tệ Super Brand Quảng Ngãi đã nâng đỡ và dìu dắt mỗi ngày. Cô Miên đã trình bày xong phần thi của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.